Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Trinh Ni Sư. Thật là một phúc duyên vô cùng to lớn dành cho toàn thể khóa sinh trong khóa tu mùa hè tại chùa Đức Hòa của chúng con. Hôm nay đây chúng con được diện kiến Ni Sư, và trong chút lát nữa thôi lại được lắng nghe những lời Ni Sư chỉ dạy. Kính bạch Ni Sư, khóa tu mùa hè chùa Đức Hòa chúng con tổ chức đây được xem là lần đầu tiên, bởi nhiều năm qua chúng con đã ngưng tổ chức khóa tu mùa hè, mặc dù trước đó chúng con đã làm. Thế cho nên với chủ đề tuổi trẻ hướng đến Phật Pháp, kỳ này được xem là khóa tu lần thứ nhất, và số lượng chúng con đón nhận các bạn trẻ về tham gia khóa tu trên 150 bạn. Chúng con xin kính trình lên Ni Sư chứng minh. Kính bạch Ni Sư, vào phút này xin phép Ni Sư cho phép chúng con được giới thiệu Ni Sư cùng với tất cả các bạn trẻ. Thưa cùng tất cả các con hiện diện trên pháp tòa là Ni Sư Đạo Hiệu Thích Nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và là giảng sư đi cùng khắp mọi miền đất nước, kể cả sang châu Âu và tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Ni Sư đã đi và đã hoằng pháp để đem ánh sáng của Như Lai đến khắp mọi nơi. Thầy xin được thành kính giới thiệu Ni Sư cùng với tất cả tụi con. Kinh kính ngưỡng bái bạch trên Ni Sư. Nơi đây chúng con đã lắng động tâm tư hướng về Ni Sư, chờ mong Ni Sư ban pháp âm để tướng nhận những mầm non, cho những mầm non này sẽ vươn lên để chống chọi với bão giông qua những lời mà Ni Sư chỉ dạy. Thành tâm cung thỉnh Ni Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Đức Hòa, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ nhất tại chùa Đức Hòa trên quê hương Dĩ An, tỉnh Bình Dương thân yêu của chúng ta. Con xin trân trọng tri ân chư tôn đức tăng và các bậc phụ huynh cũng đã đang đem tâm huyết của mình để giúp cho các thế hệ mầm non của chúng ta được lớn lên trong bầu trời xanh của quê hương, trên một mảnh đất màu mỡ tốt tươi, được ươm vào đó những hạt giống Phật Pháp, những hạt giống của niềm tin, của đạo đức. Và giờ phút này xin thân ái chào tất cả các bạn trẻ đã về với khóa tu mùa hè chùa Đức Hòa. Các con thân mến, được gặp lại các bạn trẻ là niềm hạnh phúc của sư. Và đúng như là lời thầy vừa mới giới thiệu, đây là khóa tu mùa hè đầu tiên dành cho các bạn trẻ tại chùa Đức Hòa. Dù là hòa thượng rất là ưu tư về cái khóa tu dành cho giới trẻ, còn khóa tu dành cho người lớn thì đã lâu lắm rồi, bao nhiêu khóa rồi, nhiều năm rồi. Nhưng ai cũng vậy thôi, niềm tin, niềm hy vọng và những nỗi ưu tư trăn trở cho thế hệ trẻ luôn là một cái gì đó thôi thúc trong trái tim của những người làm công tác giáo dục và hoằng pháp. Đến cái mùa hè năm nay thì cái niềm mơ ước của chư tôn đức tăng tại chùa Đức Hòa
mà cũng là của Dĩ An và cũng là của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương cũng đã là thành sự thật. Cứ ngôi chùa nào vào mùa hè mà có thể tổ chức được cho các bạn trẻ về tu tập, học kinh, học pháp, rồi là sống trong một cái đời sống tập thể, lục hòa, đó là ươm những mầm thánh thiện, những hạt mầm Phật pháp tốt tươi để ngày mai này các con có thể đứng lên và xây dựng cuộc sống cho chính mình, làm đẹp cho quê hương đất nước, làm tốt đạo và đẹp đời. Vì vậy, sư xin tán thán các bạn trẻ đang câu hội về đây trong khóa tu mùa hè lần thứ nhất tại ngôi chùa Đức Hòa của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, tỉnh Bình Dương của chúng ta lúc trước có chùa Huệ Minh nè, ở Phú Giáo, rồi là chùa Liên Trì đã ở Dầu Tiếng, rồi năm nay lại có thêm ngôi chùa Đức Hòa của chúng ta đã tổ chức khóa tu mùa hè. Và mới đây không lâu là sư cũng giảng tại chùa Tổ Long Hưng, cũng có là trên 100 bạn trẻ. Thì rất là thương các bạn trong những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều. Cho nên nhiều bạn đi khóa tu là mặc áo ngắn, quần ngắn, rồi là tham dự khóa tu nguyên một tuần lễ thì cũng chưa có đồng phục, quần áo thì xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà tuyệt vời một điều là các bạn nghe pháp rất là nghiêm túc. Và sư đến chùa Đức Hòa, sư cảm thấy hạnh phúc. Các bạn lớn nhiều, cũng có các bạn bé, nhưng mà phần lớn là những bạn đã có thể nghe và nhận thức được ngày hôm nay mình đang được nghe những điều rất tuyệt vời từ cái tinh hoa trí tuệ của Phật giáo. Khi chúng ta còn bé mà được ươm mầm Phật pháp, đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao. Giống như ngày xưa bằng tuổi các con là sư đã quy y Tam Bảo. Hồi đó thì không có khóa tu mùa hè, nhưng mà sư đi gia đình Phật tử, rồi sư học kinh nè, rồi sư học những cái bài học Phật pháp cứ mỗi chủ nhật hàng tuần sư được học. Vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học sư xuất gia. Sư nghĩ những cái thời trẻ của mình nó rất là quan trọng. Cái gì mà được ươm mầm vào từ tuổi trẻ nó rất là tuyệt vời. Có những người bậc cha mẹ ông bà của chúng ta thời trẻ như chúng ta làm gì mà được đi những cái khóa tu như thế này. Những thời đó mọi thứ nó theo cái truyền thống gia đình là chính, và được học bao nhiêu thì may mắn bấy nhiêu thôi, chứ làm sao được như các con bây giờ. Cho nên có những người vì không hiểu Phật pháp mà lớn lên họ trải qua biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, bởi vì không có tin nhân quả, bởi vì không có biết sống đúng chánh pháp là sống như thế nào. Nghĩa là chỉ làm sao cho ra tiền mà nuôi chồng nuôi con thôi, làm sao cho có tiền để lo cho gia đình thôi. Cho nên kinh Vu Lan Phật mới dạy là tính sao có lợi thì làm, chẳng bằng tội lỗi bị giam bị cầm, và chẳng màng là sẽ đi địa ngục, sẽ vào ngạ quỷ, sẽ thành súc sanh, cũng không cần màng đến, chỉ cần trong túi có tiền để mà nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân. Cho nên các con bây giờ được nghe Phật pháp thì cái điều rất quan trọng là khắc sâu vào trong tâm khảm các con niềm tin vào nhân quả. Chúng ta gieo nhân thì hái quả. Từ bé đã gieo các nhân lành thì khi chúng ta lớn lên sẽ được hưởng những phước quả an lành. Những cái nỗi khổ, niềm đau mà ông bà, cha mẹ chúng ta đã đi qua, đến chúng ta sẽ không đến nỗi đau khổ nhiều như vậy nếu chúng ta biết sống đúng chánh pháp. Cho nên sư rất là vui mừng khi các khóa tu mùa hè nở rộ trên mọi miền đất nước. Mà năm nay thì sư giảng ở khu vực miền Bắc rất là nhiều. Rất nhiều khóa tu ở các tỉnh miền Tây, miền Nam đó là sư phải từ chối, bởi vì là họ tổ chức nhanh quá và sư không có sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên bây giờ gặp các bạn là chiều nay họp Ban Hoằng Pháp Trung ương, thì tối là sư đi Vĩnh Long làm một chương trình thắp nến tri ân cho các bạn trẻ ở dưới đó. Nghĩa là sư xin Tam Bảo gia hộ cho sư. Dù mệt cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà sư nói các con vẫn có thể nghe được, hiểu được và sống tốt. Đó là sư hạnh phúc lắm rồi. Thế thì sư nói nãy giờ các con có nghe được không? À, xin cho một tràng pháo tay.
con thân mến, chúng ta không thể nào coi thường những bạn rất là bé đang ngồi ở đây. Bên cạnh chúng ta cũng có bạn còn bé lắm, nhưng mà chưa chắc rằng ai đã tiếp thu bài pháp hôm nay tốt, lớn hay nhỏ, mình không trả lời được. Già hay trẻ, chưa biết. Cái đó là tùy theo cái duyên của chúng ta trong cuộc sống này, cái duyên đối với Phật pháp. Cho nên có nhiều bạn trẻ như thế thôi, nhưng sư thuyết pháp xong, trong bài pháp thoại này, sư nói chuyện gì, sư kể chuyện gì, có những bạn bé mà nhớ tất cả. Có những bạn lớn, nhưng mà trong khi nghe pháp lại để tâm hồn phiêu du lãng tử. Và để tâm như vậy cho nên là khi sư thuyết pháp đây, hồn của các vị cũng lãng đãng phiêu du, đi tìm một khung trời vô định nào đó. Cho nên chưa chắc là bạn lớn đã nghe pháp tốt bằng bạn nhỏ. Nhưng mà những bạn nhỏ mà nếu mà không có một cái duyên với Phật pháp thì ngồi đây đó là một cực hình. Có nhiều cái khóa tu mùa hè, các con biết không, sư đến nơi rồi lập tức phải đổi đề tài. Đối tượng của mình bé quá, mà tính nói những chuyện về lý tưởng, về tình yêu, về mục đích của cuộc đời. Nhưng mà bé quá rồi, phải chuyển sang kể những câu chuyện là như bé bé bằng bông hai má màu hồng vậy thôi, mà chưa chắc còn nghe được đó. Rất may mắn là bạn trẻ đang ngồi ở đây, sư thấy ở lứa tuổi đã nhận thức, và thật sự các bạn đã bắt đầu bước vào cái tuổi đang lớn, hoặc có bạn bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Cho nên sư sẽ rất lấy làm hạnh phúc được chia sẻ với các bạn những việc rất bé thôi nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Bài pháp của sư dạy các bạn một việc rất quan trọng mà rất bé, đó là đừng xem thường những việc rất bé, đừng xem thường cái gì rất nhỏ. Điều đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời của chúng ta hôm nay và ngày mai. Điều đó Đức Phật đã từng dạy rồi, chứ không phải là cho đến hôm nay quý sư, quý thầy nói đâu. Ngày xưa Đức Phật từng dạy cho vua Ba Tư Nặc lần đầu tiên đến yết kiến Đức Phật. Ngày xưa quốc vương còn phải đến lạy Phật để xin Ngài chỉ giáo, tại vì lời của Phật ra nó trí tuệ quá. Mà cái lời nào mà nó trí tuệ, lời nào nói ra mình thấy mình tương đắc, nói ra mình thấy quá chí lý, là mình rất thích nghe. Nhưng mà các bạn để ý đi, bây giờ các bạn trẻ thích nói điều linh tinh vớ vẩn, thậm chí là vô nghĩa. Có những bài hát mà nó kết nối, những cái câu đó hết sức là lá cải, nó rẻ tiền biết bao nhiêu. Những cuộc tình lá cải mà kết thành một cái bài hát, mà hát mà dưới đây các bạn đưa cờ đưa quạt lên cổ vũ một cách cuồng nhiệt. Sư nói chúng ta cần phải thay đổi thái độ sống. Chúng ta cổ vũ những điều có ý nghĩa trong cuộc đời. Giới trẻ Việt Nam đừng đi theo cái xu hướng của số đông mà không biết mình cổ vũ cái đó để làm gì. Sư thấy rằng thật tội nghiệp cho giới trẻ của chúng ta nếu chỉ biết cổ vũ, chạy theo số đông mà không biết mục đích cuối cùng để làm gì. Chúng ta nghe pháp, vỗ tay, hân hoan, bởi vì chúng ta đón nhận đó là điều tốt trong cuộc sống. Chúng ta nghe một bài kinh, lòng chúng ta hoan hỷ. Chúng ta đến với khóa tu, chúng ta thấy quá hạnh phúc, đã có một tuần trong mùa hè không phải là vô ích. Như vậy mình hiểu được mục đích của cuộc đời. Nhưng có những con người làm những việc chỉ vì chạy theo số đông mà không biết cái kết quả cuối cùng đi về đâu. Các bạn nên lắng nghe và nên có một thái độ tỉnh giác, chánh niệm khi bắt tay làm, nói, hành động, suy nghĩ, đều phải có yếu tố tuệ giác. Nếu không, chúng ta như một con rối trong cuộc đời thôi. Mà nhỏ làm con rối thì lớn lên là con rối lớn, già thành con rối già, chứ làm sao mà thành người trí tuệ được. Trong khi chúng ta về với khóa tu mùa hè mà chủ đề là gì? Tuổi trẻ hướng về Phật pháp. Tâm chúng ta bắt đầu phải ươm những mầm Phật pháp. Chúng ta phải giống Phật, giống Bồ Tát, giống chư hiền thánh tăng, không giống nhiều cũng giống ít. Đó là bắt đầu ươm những mầm trí tuệ từ bi trong trái tim, mặt đất, tâm hồn của các con. Thế thì lần đầu tiên vua Ba Tư Nặc đến đảnh lễ Phật, bởi vì ngưỡng mộ Ngài quá. Mình là vua, sao mình thấy là
thần dân cho đến quân sĩ, kẻ hầu cận vẫn quý Đức Phật hơn là quý vua. Vua Ba Tư Nặc rất lấy làm lạ. Sao mình cho người ta tiền, cho lương, cho quần áo, cung cấp để nuôi vợ, nuôi con, nuôi đời sống mà lại không quý mình như quý Đức Phật? Vua Ba Tư Nặc nhận ra điều đó. Bởi vì một lần Ngài dắt mấy tên giữ ngựa của Ngài đi tuần hành, đi vào đời sống của người dân đó. Cho nên ăn mặc giả trang như thường dân, không ai biết đó là vua. Tối hôm đó ngủ ở trong một cái nhà trọ của dân làng. Để vua muốn biết dân sống như thế nào là phải đi vào đời sống người dân. Sư muốn hiểu các con, sư phải sống với các con, chứ không bao giờ mà sư ngồi ở trên ghế rồi trên bàn đây mà rồi sư nói hết. Sư đã hiểu các con, sống với tuổi thơ các con. Sư giảng cho các khóa tu mùa hè 10 năm rồi. Khóa tu mùa hè đầu tiên tại chùa Hằng Pháp qua năm 2008 là sư đã bắt đầu giảng cho giới trẻ rồi. 10 năm đã đi qua rồi. Và sư đã sống với các con rất nhiều. Sư không nói hiểu hết, nhưng sư là một trong những người có hiểu các con một phần nào. Các con có biết nhiều khi là cái máy điện thoại của sư nó nhiều tin nhắn đến mức độ mà mình không biết là sẽ trả lời cái tin nào trước, bởi vì toàn những người mình không từng quen biết, hóa ra đều là các bạn trẻ cả. Cho nên sư có hiểu các con. Thế thì bây giờ ông vua Ba Tư Nặc này, ông dừng lại ở trong một cái nhà của người dân ban đêm với những người giữ ngựa và người hầu. Sau khi ăn uống xong để vào giấc ngủ, thì ông thấy rằng ông nằm ở đây, tất cả những người hầu của ông cũng nằm về cái hướng của ông. Mà nếu nằm cái hướng đó thì tất cả đều đưa chân về đầu của vua cả. Ông mới nói, tại sao các ngươi lại nằm một cách vô lễ như vậy? Tại sao ta đã nằm như vậy rồi mà các ngươi lại là nằm cũng về cái đầu phía này và đưa chân về đầu ta như thế? Thì người hầu, rồi những người giữ ngựa, muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần rất là có lỗi lớn với bệ hạ. Nhưng nếu mà quay đầu trở lại thì cái chân của hạ thần sẽ đưa về kỳ viên Tinh Xá, nơi đó Đức Phật đang ở đó, đang thuyết pháp. Cho nên chúng bầy tôi không thể nào dám nằm mà đưa chân về phía Đức Phật, buộc lòng phải đưa chân về phía này. Nếu bệ hạ thương chúng bề tôi thì bệ hạ hãy đưa cái đầu về phía này đi, để hai bên đối chân vào nhau. Chứ bệ hạ cũng đừng có đưa đầu về phía kỳ viên Tinh Xá, làm cho kẻ bầy tôi phải đắc tội. Thì bây giờ là nếu ông không muốn kẻ hầu rồi kẻ giữ ngựa đưa chân vào đầu ông, thì ông phải quay đầu lại. Tại vì họ không chịu nằm đưa chân về phía kỳ viên Tinh Xá, nơi đó có Đức Phật. Cái sự tôn kính của kẻ bầy tôi đối với Phật như thế. Vậy là về cái hướng đó thôi, chứ không phải Phật đang ngồi đó. Cái hướng đó thôi, mà cái hướng đó có Phật, cho nên không dám đưa chân về phía đó. Bấy nhiêu thôi làm cho vua Ba Tư Nặc phải suy nghĩ. Mình là thiên tử, mình ban bố tất cả mọi thứ cho các chúng thần dân. Vậy mà khi chúng nó ngủ, chúng nó thà là đưa chân về phía vua, chứ nhất quyết không đưa chân về kỳ viên Tinh Xá. Vậy Đức Thế Tôn là một bậc trí tuệ từ bi tuyệt vời cao cả. Những cái bậc mà gọi là bề tôi nhỏ mọn như thế vẫn còn biết cung kính Phật. Cho nên vua Ba Tư Nặc phải tìm đến với Đức Phật để tìm hiểu cái Phật là ai, là người nào mà kẻ bề tôi của ta cũng kính quý như thế. Và rất nhiều bài pháp Đức Phật thuyết với nhân duyên là nói chuyện với vua Ba Tư Nặc. Các con sau này có ai mà đi xuất gia mà nghiên cứu kinh điển sẽ thấy có rất nhiều bài pháp Phật nói chuyện với vua Tần Bà Sa La, Phật nói chuyện với vua Ba Tư Nặc, Phật nói chuyện với A Xà Thế, Phật nói chuyện với Tịnh Phạn Vương, vân vân. Nghĩa là Đức Phật không chỉ giáo hóa dân chúng, hoàng thân quốc thức, Đức Phật giáo hóa rất nhiều vị vua. Cho nên Đức Phật là một người đầu đội trời, chân đạp đất, đắp tấm vải thô thôi, nhưng mà vua chúa đều phải đảnh lễ trí tuệ và phước báo vô tận vô biên của Ngài.
Cho nên nếu có ai nói chúng ta, ôi đi đến khóa tu làm gì vậy ta, có ra đồng bạc nào đâu, thì mình sẽ thấy tội nghiệp cho họ. Bởi vì trí tuệ là cái không thể mua bằng tiền. Trí tuệ là bằng sự tu tập, là bằng sự nghe Phật Pháp, lãnh hội Phật Pháp, giác ngộ Phật Pháp. Các con ở nhà có cầm tiền, chơi game suốt đêm, cà phê suốt sáng, bổ bịch nhăng nhít, chat chít trên Facebook suốt ngày cũng không bao giờ ra trí tuệ đâu. Mà trí tuệ là phải về đến khóa tu, hoặc là có một thái độ tự giác để mà nghe Pháp qua các mạng truyền thông. Nếu chúng ta không có được trí tuệ, có sự trạch Pháp là hiểu biết, mai sau này chúng ta cũng đi quy y, chúng ta cũng nói là Phật tử, nhưng mà thật sự cách hành xử, nói năng, việc làm của chúng ta đều là tà Pháp hết. Chính vì vậy mọi thứ phải bắt đầu từ bây giờ các con ạ. Đừng nói để mai. Mà trong các cái phim hoạt hình của các bé nhi đồng có một bộ phim là gì? Hãy đợi đấy. Cái gì cũng hãy đợi đấy hết. Và chúng ta cũng cứ hãy đợi đấy. Mai. Và ngày mai không bao giờ. Tomorrow never come. Ngày mai không bao giờ đến. Nếu hôm nay chúng ta không tu tập, không nghe Pháp, không lãnh hội được chánh Pháp. Sư nói chỉ một tiếng đồng hồ đó, các vị ngồi cho ngay ngắn nè, thẳng lưng nè, là sư biết các vị có nghị lực. Cho nên sư nói có những cái ngôi chùa tổ chức khóa tu mùa hè mà các con biết không? Một trong các chương trình thi là tập ngồi thiền, không có ra thời gian, ai ngồi lâu nhất. Hóa ra cái người đạt giải lại là các bé nhi đồng, còn các anh chị lớn là rớt sớm. Vì vậy khoan nói cái gì nhiều hết. Thử một giờ đồng hồ này chúng ta có ngồi thẳng lưng được không? Chúng ta thua xa những cụ già. Người ta nghe Pháp như uống nước trong sa mạc. Người ta nghe Pháp như khi đói được cơm ăn. Còn các con bây giờ đầy đủ quá, dư thừa quá. Cho nên các con coi thường mọi thứ. Đối tượng các con đang chạy theo là gì? Là những cái ngôi sao lấp lánh, giả tạo ngoài kia mà không biết sẽ đưa con về đâu. Sư nói chuyện vua Ba Tư Nặc và các vị vua đều phải nghe lời Đức Phật. Để chúng ta là cái gì mà coi thường lời Phật dạy. Mà các con biết không, cái bài Pháp đầu tiên khi Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc lại là một cái bài liên quan đến chúng ta. Là vua thì vua hay coi thường những chuyện nhỏ. Vua Ba Tư Nặc ngày chưa gặp Phật, các con biết không, ăn uống hưởng thụ không thiếu một thứ gì. Bụng thì to, người thì mệt, ngủ rất nhiều, ăn rất nhiều, cung tần mỹ nữ suốt ngày. Mà gặp Phật riết rồi là vua Ba Tư Nặc quy y, vua Ba Tư Nặc thành người tốt, vua Ba Tư Nặc thành một Phật tử thuần thành và dạy dân phải sống theo lời Đức Phật dạy. Và các vị vua nào gặp Phật cũng được Ngài chuyển hóa hết. Tại đạo lực, lòng từ của Phật quá lớn. Nếu sư thuyết Pháp mà chuyển hóa được tâm hồn của các con có duyên với sư. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các con có duyên lành với tuệ giác của Đức Thế Tôn, cho nên nghe lãnh hội chuyển hóa thay đổi. Chứ không phải là bất đắc dĩ mà phải ngồi đây, quá mệt mà phải ngồi. Mà các con sẽ nói rằng may mắn thay, trong những ngày tu tập chúng con được nghe Phật Pháp. Đó là những điều mà những cái người có mơ ước cả cuộc đời cũng không có. Họ biên địa hạ tiện, họ người dân tộc khó mà được nghe Phật Pháp. Người câm điếc, cho đến kẻ mù là tật nguyền, bây giờ còn nghe Pháp, huống chi chúng ta là những bạn trẻ Việt Nam. Các con có đồng ý như vậy không? Thế thì vua Ba Tư Nặc được Đức Phật dạy cho bài học đầu tiên. Trong lần yết kiến Đức Phật đầu tiên, bài học đó là gì? Đức Phật gọi vua Ba Tư Nặc là Đại Vương. Này Đại Vương, trong cuộc đời của Ngài, của Đại Vương và của tất cả mọi người, có bốn điều không nên xem thường. Đó là một vị vương tử bé, tức là một vị hoàng nam, thái tử còn nhỏ ở trong vương triều. Còn nhỏ nhưng mà đừng xem thường, phải giáo dục, nếu không sẽ trở thành một vị vua khát máu trong tương lai. Tại vị nào muốn làm vua đều phải học qua các cái pháp binh thư, đều phải văn ôn võ luyện song toàn để làm vua.
Nhưng nếu một cái vị vương tử bé mà không được dạy dỗ, giáo dục, lòng yêu dân, thương người, thương vật, lớn lên sẽ là một vị vua thích chiến tranh, sát sinh hại vật vô số kể, sẽ là một vị vua sống lấy máu mồ hôi nước mắt của dân là niềm vui cho mình. Cho nên Đức Phật dạy không được xem thường một vị vương tử còn bé. Như là nhắc vua Ba Tư Nặng phải chú ý vấn đề giáo dục các thái tử, hoàng tử còn nhỏ ở trong cung. Và chính các sư hôm nay nhớ lời Phật dạy vua Ba Tư Nặng phải giáo dục, dạy dỗ các con. Nhưng theo đó sư cũng là có pháp thoại đến với các đạo tràng người lớn tuổi, cha mẹ, ông bà của các con. Chứ cái chính trong cuộc đời hoằng pháp của sư đó là không thể xem thường những thiếu niên còn trẻ. Nếu không ngày mai nó sẽ sát sanh, thậm chí giết người, giết cha, giết mẹ. Mà bây giờ trong đời sống đã quá nhiều. Chỉ xin tiền mẹ không cho là đâm mẹ chết bằng dao Thái Lan. Vụ án mới hôm tháng 5 vừa qua tại Long Thành, Đồng Nai. Con người ta có thể giết nhau vì những vụ ẩu đả. Bạn trẻ giết nhau vì những ghen tuông vô cớ. Người ta xem chuyện giết nhau như là chuyện gì? Chuyện bóc một viên kẹo bỏ vào miệng mà ăn. Rất kinh khủng. Vì vậy Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc đừng xem thường một vị vương tử bé. Bởi vì là tuy còn bé nhưng đã có phẩm chất của một vị vua tương lai. Nếu không giáo dục, vị vua đó không biết mai sau sẽ trở thành một vị vua không thương dân, một vị vua không đạo đức, một vị vua không tin nhân quả, rất nguy hiểm cho đất nước. Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc điều thứ nhất là không nên xem thường một vị vương tử còn bé. Điều thứ hai, không nên coi thường một con rắn con rắn bé. Bây giờ thầy trò mình đang đây ngồi nghe pháp, con rắn nó chạy vào đây, tất nhiên chúng ta mới mặc kệ, lập tức phải có cách để đưa con rắn nó ra ngoài. Đó, nó cắn một bạn nó sao? Vì một con rắn bé nó vẫn có nọc độc, nó vẫn làm chết người trong chốc lát. Cho nên con rắn bé cũng đâu có dám coi thường. Một cái thói xấu, cái tánh ác rất nhỏ cũng phải thay đổi đi các con ạ. Không coi thường được. Cái con còn bé mà mình gặp một con vật mình lấy dép đập cho nó chết là thấy cái tánh ác ở trong tâm các con rồi. Có người mẹ đem con cá ở ngoài chợ về. Mẹ mua cá sống hay cá chết vậy? Cá sống, để đó con đập đầu nó cho má. Con đập cho. Cái người đó đã thấy cái tánh ác. Có những đứa bé nói, mẹ ơi, con không thích đâu. Con thấy con cá nó mới bơi trong hồ, bây giờ phải đập nó chết. Con không chịu. Hôm qua có bà mẹ nói với sư, sư ơi, con đâu có nghĩ ăn chay đâu. Nhưng mà khi mà con làm thịt con vịt á, nó bảo con nhớ con vịt lúc bơi dưới hồ. Tại sao bây giờ lại làm thịt nó? Con nhớ lúc nó đang đi trên hồ nước bây giờ, tại sao lại nhổ lông cắt cổ nó? Đó là trong tâm của các bạn trẻ đã có cái mầm nhân đạo, cái mầm không sát sinh hại vật, mầm từ bi ở trong đó. Nhưng có những bạn là gì? Cái chuyện đó là cũng bình thường thôi. Bé bằng các con, sư đã biết niệm Phật, con tưởng nhớ Phật. Bước xuống giường là con hiếu thảo với cha mẹ và hòa thuận với anh chị em. Bước ra cuộc đời, con thương người và vật. Cho nên lớn lên là sư thích đi tu à. Tại vì ngoài đời á, lấy chồng là phải làm dâu á là phải cắt cổ mổ bụng con này con kia để lo cho nhà chồng được vui lòng. Sư nghĩ bấy nhiêu đó mà sư đi tu đó các con. Học xong 12 là bạn sư lập gia đình nhiều lắm. Sư nói trời ơi, lập gia đình là phải sao? Phải làm dâu thì phải sao? Nhà chồng nói gì là phải làm. Người ta nói cắt gà mổ bụng đem lên cúng chẳng hạn, để ăn chẳng hạn, để đãi khách chẳng hạn. Mình làm dâu nhà người ta mình không làm thì sao? Mà sư sợ quá mà trốn tuốt vô chùa mà đi xuất gia luôn chứ không gì hết. Là bởi vì ở trong sư đã có cái mầm, cái mầm Phật Pháp, cái mầm không có sát sinh. Các con bây giờ mà không nuôi cái mầm đó, các con giết xác là tự nhiên, thì đó là nguyên nhân đưa đến các bệnh tật nan y bây giờ. Một trong những nguyên nhân làm tuổi thọ ngắn ngủi, một trong những nguyên nhân các bệnh tật mà không có thuốc chữa như ung thư, đó là sát sinh, hại vật và phá thai. Các con nghe rõ chưa?
Cho nên đừng xem thường một con rắn con. Đức Phật dạy cho chúng ta đừng xem thường những cái tánh xấu ác rất nhỏ. Con rắn con là nó bằng chiếc đũa, bằng ngón tay út thế thôi, vẫn cắn chết người. Thì những cái tánh xấu ác ở trong tâm chúng ta, dù rất bé, chúng ta cũng phải hóa giải nó đi, bỏ đi, đừng xem thường. Đức Phật dạy Vua Ba Tư Nặc thêm một điều nữa là đừng coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ làm thiêu rụi cả một rừng cây hay một thành phố lớn. Mọi đám cháy đều bắt nguồn từ một đám lửa nhỏ, một cái đốm lửa nhỏ. Chứ không có đám cháy nào mà nó cháy phừng phừng ở giữa sân hết á. Tại vì thấy ở giữa sân người ta dập liền. Nhưng mà nó ngâm ngún ở trong nhà, ở trong cái bếp, quên dập lửa khi ngủ. Hay là một cái tàn thuốc lá nằm ở trong một cái đống rác, nó ngún, nó cháy và nó phát cháy lên, cháy cả khu phố, cả thành phố. Cho nên Đức Phật dạy Vua Ba Tư Nặc đừng xem thường một đốm lửa nhỏ. Nhưng ở đây Ngài cũng ngầm dạy chúng ta đừng xem thường cái tánh sân hận, giận dữ. Lửa là tượng trưng cho sân. Mới gần đây sư thuyết một bài pháp ở ngoài Hà Nội, tại tỉnh Ninh Bình. Sân hận là thức ăn ngon của loài quỷ dữ. Bạn nhỏ mà có tính sân hận, giận dữ, quát tháo, mắng mỏ với bạn bè, nạt nộ anh chị em và bất hiếu với cha mẹ, đó là thức ăn cho con quỷ, sẽ nuôi lớn mình trở thành một con quỷ mà đội lốt người trong tương lai. Cho nên Đức Phật dạy đừng xem thường một đốm lửa nhỏ, là các bạn trẻ chúng ta còn bé, đừng tập tánh sân hận, giận dữ. Nhiều bạn nhỏ mà dữ lắm. Nhiều bạn gái rất đẹp mà đánh đá. Sao là người đẹp được? Người đẹp mà đánh đá như thế, mở miệng ra câu nào chết người ta câu đó, làm sao gọi là đẹp? Đẹp là đẹp từ lời nói, đẹp từ ánh mắt nhân hậu, từng việc làm nhân đức. Chứ không chỉ đẹp bằng cái vỏ bên ngoài, rồi mới mấy tí tuổi đầu trang điểm, cạo chân mày, vẽ lên trên đó. Không có cái đẹp nào giả tạo mà đem tới cái đẹp cho chúng ta. Sư nhớ thầy Pháp Như á, thầy đang học thạc sĩ bên Ấn Độ. Hồi đó là sư dạy cái lớp tăng sinh khóa 7, là sư có làm việc với lớp của thầy. Có lần thầy tâm sự với sư: Ni sư ơi, ni sư có đi họp hành với các cụ lớn ở Trung ương á. Ni sư đề nghị rằng đó, nhỏ mà ai mà cạo chân mày mà vẽ lên nó xăm xăm á, không cho xuất gia. Còn cái người lớn bán thế xuất gia thầy không có nói. Nhưng mà tuổi trẻ á, còn nhỏ mà sắp đã cạo hết chân mày rồi đi xăm á, thì cái người đó nếu trong tương lai mà người ta có muốn đi tu á, đừng có cho tu á sư. Hỏi sao thầy nói kỳ vậy? Thiền môn là mở rộng mà sao thầy nói vậy? Nói con không thể chấp nhận được nhỏ mà cái chân mày nó vẽ vời như vậy. Cha mẹ sanh sao để như vậy? Đó là cái đẹp của tự nhiên. Con thấy nhiều đứa còn nhỏ mà sao mà mới mười mấy tuổi đầu mà bắt chiếc ai mà cạo sập chân mày rồi vẽ lên, nó già đi 20 tuổi. Nó phá hết cả cái tướng chân thật của mình. Cho nên đó là sư nói thật. Tại người lớn á, ta làm gì kệ, mình không có biết tới. Nhưng mình còn trẻ, cha mẹ sanh sao để vậy, hãy chú ý cái đẹp ở trong tâm. Cái nết đánh chết cái đẹp, đó là điều quan trọng. Các con có đồng ý như vậy không? Cho nên Đức Phật dạy Vua Ba Tư Nặc một đốm lửa nhỏ đừng xem thường. Đó là về cái sự. Mà còn lý là chúng ta đừng có nuôi giận lòng sân hận trong tâm chúng ta. Nhỏ mà có kẻ thù, nhỏ mà ghét người này người kia, nhỏ mà muốn là kéo nhau đánh hội đồng, bạo lực học đường, đó đều là những đốm lửa rất là nguy hiểm, sẽ thiêu rụi nhân loại trong ngày mai. Điều thứ tư, Đức Phật dạy Vua Ba Tư Nặc đừng bao giờ xem thường một vị tu sĩ, một chú sa di còn bé. Nhỏ xíu mà đã muốn đi tu, đừng xem thường. Bởi vì sao? Xem là chú sa di bé như thế, chú tiểu bé như thế, nhưng hạt giống Phật đã được nảy mầm, sẽ là một vị Phật trong tương lai và không bao lâu nữa trong đời hiện tại. Biết đâu chú sa di đó, các bạn trẻ trong các khóa tu đó sẽ là một tấm gương sáng, một người thầy về đức hạnh, là người mô phạm, có trí, có đức vẹn toàn để cho mọi người nương theo tu học. Chính vì vậy mà không xem thường một chú tiểu nhỏ và không thể xem thường các
các bạn trẻ đang ngồi trong khóa tu mùa hè của chùa Đức Hòa chúng ta. Sáng hôm nay là sư có lịch giảng ở một cái đạo tràng của người lớn. Nhưng mà khi mà hòa thượng nói sư cô phải sắp xếp một ngày, mà ngày nào sư có lịch hết, hầu hết là khóa tu mùa hè, thì sư đã cancel cái lịch đạo tràng của người lớn kia, là xin thầy trụ trì mời một giảng sư khác. Thầy nói sao kỳ vậy, bữa trước là sư cô hứa với thầy mà. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ, một năm các con các cháu chỉ đến khóa tu mùa hè được có mấy cái tháng mùa hè thôi. Còn đạo tràng là tháng nào cũng tu hết. Con hứa với thầy con sẽ trả nợ cho thầy sau. Còn sáng hôm nay nè, thì con xin với thầy con được đến với các bạn trẻ khóa tu mùa hè của chùa Đức Hòa. Tại sao sư quyết định như vậy? Bởi vì sư không dám coi thường tuổi trẻ. Đức Phật dạy sư mà, không xem thường một vị hoàng tử nhỏ, không xem thường một con rắn nhỏ, không xem thường một đốm lửa nhỏ, và không xem thường một vị tu còn nhỏ. Các con đang là vị tu nè, chưa xuất gia nhưng mà đang ở chùa nè, đang tập làm một người tu nhỏ đây, làm sao coi thường được? Trong khi ngày mai nếu được giáo dục từ hôm nay, các con sẽ trở thành người mô phạm người thầy. Tre tàn măng phải mọc, các thầy rồi cũng chết, ai sẽ tiếp tục kế thừa sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Ai sẽ là những người thầy thật sự cho đất nước Việt Nam của chúng ta? Bây giờ đâu cũng dối trá hết, ở đâu cũng lọc lừa hết, ở đâu lấy tiền ra để mua hết. Thì các con đã đến ngôi chùa tu học rồi, các con phải có thái độ sống khác hơn, tốt hơn, chân thật hơn. Vì đó là cái hạt nhân để chúng ta được an vui, được hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Và như vậy, đừng xem thường những chi tiết rất nhỏ. Đôi khi những chi tiết đó cho thấy bản chất của chúng ta trong cuộc sống. Cũng như sư bước vào đây, thấy dép của các con để rất là ngay ngắn. Chi tiết đó nhiều người coi có gì đâu. Trời ơi, miễn sao đi chân không vô giảng đường là được rồi. Mà tại sao ban tổ chức nói các con phải sắp dép, quay cái đầu dép đi ra ngoài, bước ra là xỏ và đi ra. Bên cạnh đó phải ngay hàng thẳng lối. Câu chuyện này làm cho sư nhớ lại vị tổ của sư đó, Tông Phong Tịnh Độ, ở trên tổ đình Linh Sơn ngày xưa trên núi Dinh, hồi ngài còn sanh tiền. Ngài nói nhìn phẩm chất của một con người có tu được hay không là nhìn cách họ bỏ đôi dép ra trước khi bước vào chánh điện hay vào một căn phòng. Đôi dép đó khi bỏ ra có sắp ngay ngắn không? Hai đôi dép có để gần nhau, cân bằng với nhau không? Ngay ngắn không? Và luôn luôn như vậy, biết người này sẽ giữ được giới và tu được đến nơi đến chỗ. Có nhiều người vất cái dép một cái là chập đi ra một chiếc trên trời, một chiếc trên nóc nhà thôi, không biết tìm đâu nữa. Tại vì cho nó một chuyện không quan trọng. Nhưng vấn đề là tôi đi vô phòng, chứ không phải vấn đề là đôi dép. Nhưng chính cái thái độ chậm lại, bỏ dép ra và để cho ngay ngắn, đó là một phút giây chánh niệm, một việc làm rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các con có đồng ý với sư không? Cho nên đến với khóa tu học được thói quen để dép ngay ngắn, thì về nhà mình phải sắp dép cho cha cho mẹ. Mà bước lên giường cũng vậy, một chiếc nằm tút đi gầm giường, một chiếc ở ngoài sân đó. Rồi sáng ra lấy dép má đi học luôn cho rồi, tìm đâu ra, dậy trễ nữa. Cho nên má đi trên đất, con thì xỏ dép má đi rồi. Bây giờ chính mình là người phải sắp dép ngay ngắn cho ba, cho mẹ và cho chính mình. Còn những cái nhà cẩn thận mà để dép ở bên ngoài đó, thì dép phải ngay ngắn. Thì chúng ta học được thói quen đó từ khóa tu. Mà khóa tu đó dạy chúng ta những chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống. Một đôi dép cũng ngay ngắn,
quần áo lấy ở trên xào xuống xếp ngay ngắn đặt vào tổ. Nó nề nếp từ ở trong cái tổ chức cách làm việc thì sau này cái gì nó cũng ra nề nếp, nó đàng hoàng. Còn có những bạn gái đó phơi rồi đến giờ mà mặc á, đi ra lên xào lấy cái áo xuống ủi mấy đường mặc, rồi nhồi nhét quần áo dơ, quần áo sạch đến khi mà muốn đi đâu đó là bới ra không biết cái gì dơ cái gì sạch. Bạn gái bạn trai gì cũng có những cái thói quen bê bối đó. Miễn làm sao mà tôi đến cái buổi sinh nhật tôi mặc được bộ đồ đẹp, và người bạn, những bạn bè nó, ôi hôm nay bạn mình quá xinh đẹp, mình vên cái mặt lên. Nhưng mà ai mà nhìn vào cái tủ quần áo hay cái nhà của mình khiếp chết khiếp luôn, giống như cái kho chất đồ cũ vậy. Sự nói thật, ngày xưa người ta mà đi coi con dâu đó không phải, mà bây giờ là các bạn tự tìm tới hôn nhân tùy ý thoải mái qua Facebook, qua điện thoại đó. Người ta phải đến xem cái nhà đó, ta xem mắt con dâu, người ta coi cái bếp nồi son có sạch sẽ không, người ta xem cái tủ, cái giường, cái nhà, cái cửa, để rồi người ta biết đây là một người con dâu trong tương lai có thể có trách nhiệm trong gia đình chồng. Các con phải tập cái thói quen không coi thường những việc nhỏ. Những người con gái, con trai cũng vậy, phụ mẹ rửa chén bát thì chén bát nó úp xếp ngay ngắn. Thậm chí cha mẹ không có thời gian làm việc đó, mình sẽ làm. Cho nên ba má con đâu quan tâm cái đó đâu, đó là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng các con nghe sư dạy, bài học đầu tiên là Đức Phật dạy vua không xem thường các việc nhỏ. Cho nên đừng xem thường việc nhỏ. 90% các bạn trẻ sống bê bối, bê tha, quần áo, giày dép, ăn uống. Cho nên các bạn chọn một cái pháp ăn rất là dễ là fast food, thức ăn nhanh. Bỏ 20.000 vô là có một bữa ăn là khoai tây chiên, gà rán, Coca-Cola. Và đó là những cái thức ăn cho chúng ta những căn bệnh. Tại sao bây giờ bị ung thư quá nhiều? Hầu hết chết là vì ung thư. Đây, tuổi trẻ trí tuệ phải biết nó xuất phát từ những cái món ăn không biết nguồn gốc từ đâu. Các con sẽ nói, ôi sư cô Hương Nhũ dễ thương quá mà sao nói chuyện thương không dễ tí nào. Tại người ta nói sự thật hay mất lòng. Đời sư không biết lấy lòng ai hết. Rồi ngày mai các con sẽ biết ơn sư, thì các con có được những thói quen tốt trong cuộc đời. Sư còn nhớ có một thương gia kiếm được một số tiền rất lớn. Bởi vì anh ta quá thành công, cho nên luôn coi thường những việc nhỏ. Một lần đó, ông ta với vợ với hai đứa con ngồi trên chiếc xe ngựa. Cái người đánh ngựa mới cóc và chở anh ta đi vào các cái vùng nông thôn để ngắm cây, ngắm cối, ngắm đồng, ngắm ruộng. Nhưng mà ông thương gia nó mới nói rằng hôm nay đi chơi phải về sớm vì ta có một cái cuộc hẹn. Vì vậy là con ngựa này phải phi nước đại mà về, chứ không có chuyện mà đi cóc mà phải đi nhanh. Nhưng các con biết không, thật không may, cái chân con ngựa đó chạy được khoảng 2 giờ đồng hồ thì cái móng sau của nó bị rớt đinh. Cái người đánh ngựa đó mới nói, thưa ông, xin phép cho dừng ngựa lại để cho tôi đóng lại cái gót giày cho con ngựa. Thì ông thương gia ông nhìn đồng hồ, ông nói chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa là về, ráng một chút có làm sao, dừng lại đóng đinh đóng đồ mất cả giờ đồng hồ, ta không chờ được, cho ngựa đi. Đi được 3 tiếng nữa thì cái ông hầu, ông xã ít á, ông mới nói rằng tuy biết khách hàng là thượng đế, nhưng mà thưa ông, tôi sợ rằng là con ngựa không đủ sức chịu đựng, xin ông cho dừng ngựa lại để tôi đóng gót chân cho ngựa. Thì cái ông thương gia này, người giàu có mà, hất tay, không, đừng nói những chuyện nhỏ nhặt với ta, ta cần tranh thủ thời gian. Đối với ta, thời giờ là vàng bạc. Còn có 2 tiếng nữa là sẽ về đến nhà rồi, con ngựa sẽ dư sức chịu được thôi, đừng nói chuyện, dừng xe với ta. Và đi thêm khoảng 15 phút sau thì con ngựa loạng choạng, chẳng mấy chốc đi đến đâu máu của chân ngựa nhỏ giọt ở trên con đường.
rồi nó bắt đầu đi không chạy được, và cuối cùng là nó lê bước, nó lê lê. Lúc đó không còn nghe tiếng cóc cóc nữa, mà nghe xẹt xẹt, tại vì nó lê cái bàn chân của con ngựa trên đường. Các con thấy đó. Cuối cùng là sao? Nó không thể bước được nữa. Máu tuôn ra rất nhiều. Ông thương gia bảo đánh nó đi, cho nó đi. Ông sợ đất chỉ đánh hai roi, không thể đánh. Tôi đánh thì ngựa tôi sẽ chết, chứ không bao giờ đi được nữa thưa ông. Nếu tôi đâm đinh vào chân ông có đi được không? Mà ông bắt tôi phải bắt ngựa tôi đi khi máu nó đã tuôn ra quá nhiều. Nó đã khập khiễng, ba chân kia thì có móng giày, một chân không có. Cho nên cái gót chân thứ tư đã bị thương rất nặng. Và cuối cùng thì sao các con? Cả gia đình người thương gia chỉ có cách leo xuống, vác đồ đi bộ về nhà. Thay vì ta đóng cái gót chân đã đàng hoàng, ngựa chở mình về, trễ lắm thì cũng đến chiều. Bây giờ chỉ có 2 giờ đồng hồ đi bộ và 3 giờ sáng, ông thương gia với vợ và 2 đứa con mới đi về tới nhà bơ phờ, mệt mỏi. Đã vậy rồi, người đánh ngựa còn bắt bồi thường cái tiền làm cho chân ngựa bị chảy máu. Đó, sai sót nhỏ không kịp thời sửa chữa tạo thành lỗi lầm lớn. Do vậy, hôm nay bài pháp rất là quan trọng. Các con đừng coi thường việc nhỏ trong cuộc đời. Nếu trong cuộc đời mình được sống chậm hơn, mà cái điều chậm hơn là lợi ích, chúng ta phải chậm. Có nhiều bạn nói không, không thể được, tôi phải đi ngay. Nhưng mà dừng lại một chút đi, chậm lại một chút, mình nghe được những lời rất hay của một vị thầy. Mình phải biết cái chậm, cái nhanh, cái nào là nên làm. Không phải lúc nào con người cũng nhanh, tranh thủ là người đó sẽ thắng. Mà người có trí tuệ, biết cái gì làm trước, cái gì làm sau, người đó sẽ thành công. Còn người lúc nào cũng tranh thủ hết, một ngày làm nhiều việc, người đó là người sẽ thắng, nhưng rồi sẽ chết. Xưa học bên Ấn Độ, các con biết không? Cái cách sống ở bên đó cho mình một ngày có một việc à. 10 giờ sáng, các công ty mới mở cửa. Mình 7 giờ là phải làm việc. Bên Ấn Độ 10 giờ các con. Đó. Mà 10 giờ đến 1 giờ là họ nghỉ trưa rồi. Cho nên nếu như mà mình đến sớm 10 giờ thì cũng có rất nhiều người đã đến lúc 10 giờ. Chứ không phải người Việt Nam mình ai tranh thủ thì là sẽ được giải quyết nhiều việc đâu. Ấn Độ cứ 10 giờ. Nếu đến 12 giờ công việc chưa giải quyết xong, tiếp tục 1 giờ vô xếp hàng. Mà ai cũng xếp hàng một cách bình thường, không có cái gì nóng nảy hết. Có một sinh viên Việt Nam mới đứng trước những người đã xếp hàng trước và dúi tay vào cái người đứng trước mình 10 ruby, tức là đưa 10 ruby ra mua cái chỗ để đứng trước, để được giải quyết trước. Thì không ngờ cái người mà cầm 10 ruby đó lại la lên: đưa tôi tiền để làm gì? Xấu hổ vô cùng. Phải xếp hàng ngay ngắn. Các con cũng vậy thôi. Bây giờ mình phải văn minh. Đi đâu cũng vậy hết. Thậm chí ra phi trường muốn đi lên nhà toilet mà đông quá cũng phải xếp hàng, vì ai cũng gấp, ai cũng vội. Muốn vào trong phòng check security để lên máy bay cũng phải xếp hàng. Chứ không có cái chuyện ao ao như là rùi bú được, mà phải có hàng, có lối. Ăn buffet phải xếp hàng, người ăn trước rồi đến người ăn sau. Ăn sớm hơn người ta 5 phút để làm gì? Nó không thấy văn minh, không thấy văn hóa ở đâu hết. Con người chúng ta tham đến mức độ mà đứng sau sợ hết đồ ăn. Cho nên người ta mới có cái câu là: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Cái tham nó kinh khủng. Sư nói ở ngay chùa sư nè, tối hôm qua mới có cái lễ thí thực cho vong linh thai nhi, trên bánh kẹo đồ nhiều lắm. Có một cái đứa em đó, nó bị ung thư, chết sắp tới rồi, không lo, không lo công quả, không lo giúp đỡ mọi người, cứ lo đứng rình rình lấy đồ ăn bỏ vào ăn không được. Mẹ nó tán thành cái việc làm của nó.
Sư thấy đau khổ quá các con ơi. Trong khi nó ung thư, nó chết ngày mai nè, nó không lo. Mà nó phải đứng chứ, tại vì trên cái sàn bánh kẹo nó sẽ có bánh ngon và sẽ có những bánh không ngon. Nếu mình không chớp, không lựa, lát mình chỉ có bánh không ngon làm sao. Mình chỉ rình để cho lễ kết thúc và hốt bánh ngon bỏ vào. Mà cuối cùng nó ăn có được đâu. Đường là cái thứ rất tối kỵ cho những người bệnh sắp chết. Mà bánh kẹo là hóa học không các con, đừng có lạm dụng. Ăn cái gì cũng vừa, ngày xưa sư còn bé, sư thèm cái bánh không có. Cái thời đó cái gì cũng khó khăn. Bây giờ cái gì cũng tràn ngập và thừa mỡ. 3/4 những thức ăn đó là chất độc. Nó chỉ hấp dẫn bởi mẫu mã bên ngoài mà thôi. Cái lòng tham sao mà đến độ mà con mình sắp chết rồi mà mẹ cũng không biết dạy cho con làm phước. Đi phụ đi con, đi là cất kệ kinh, đi cuốn chiếu, đi quét sân chùa. Không dạy con làm như vậy, mà cứ chỉ cho con là bốc cái này, bốc cái kia. Mà nó là ung thư sắp chết. Cái lòng tham con người không bao giờ control được, kiểm soát được mình đang làm gì. Mà cái tham là bệnh tất yếu trong con người. Nếu không được tu tập, không được chuyển hóa, các vị tham lắm. Nhỏ xíu tham ăn, tham đồ chơi, lớn tham danh, tham lợi. Tham danh là cái bệnh đó kinh khủng lắm. Tham lời khen, tham bản ngã. Cho nên những sai sót nhỏ đó, nếu các con không thay đổi, chuyển hóa đi, mai sau này các con trở thành người vô dụng. Các con đồng ý với sư không? Xin gửi tặng đến các con một câu chuyện cuối cùng. Đó là sư muốn nhắc đến một anh hùng của đất nước Việt Nam chúng ta, trong lịch sử Việt Nam. Đó là Yết Kiêu. Yết Kiêu sanh vào thế kỷ thứ 13. Thì cái giai đoạn đó đất nước ta chống quân Nguyên Mông, mà anh hùng chiến thắng quân Nguyên Mông đó là Trần Hưng Đạo. 3 lần chống giặc ngoại xâm và chiến thắng. Thì trong cái giai đoạn này có một người có biệt tài thủy chiến, đó chính là Yết Kiêu. Có rất là nhiều truyền thuyết dân gian về cái vị anh hùng của chúng ta. Ở đây sư không nói ông vua Trần Hưng Đạo, mà sư nói Yết Kiêu. Tại Yết Kiêu bằng tuổi các con. Yết Kiêu sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Cha thì mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con ở đất Hải Dương. Sư mỗi lần đi ra Hải Dương đó là sư có đi ngang cái đền thờ ông Yết Kiêu này đây. Ông là một cái người hầu trung thành, cận vệ đắc lực cho Trần Hưng Đạo, mặc dù Yết Kiêu chỉ là một thiếu niên. Nhà nghèo hằng ngày mò cua bắt ốc, đem đi bán tiền, đong gạo, nuôi mẹ. Có sức khỏe dũng cảm lạ thường. Ai mà có hiếu là cái người đó tự nhiên có sức khỏe. Bây giờ giặc Nguyên kéo mấy trăm chiến thuyền theo đường biển vào đánh chiếm nước Đại Việt của chúng ta. Yết Kiêu lúc đó không quản mùa đông giá rét. Đêm lặn xuống dưới biển sâu, nằm dưới đáy thuyền để dùng dùi sắt đục thủng thuyền của giặc. Yết Kiêu bơi lội rất giỏi, thì vì hồi nhỏ là chuyên môn mò cua bắt ốc nuôi mẹ. Cho nên khi quân giặc ngoại xâm đến thì Yết Kiêu lại cảm thấy rằng ta có thể giúp cho vua, giúp cho nước bằng cách làm cho chiến thuyền của giặc phải chìm xuống đáy sâu. Cái người mà muốn đục thuyền là phải bơi dưới nước không có tiếng động. Chứ mấy con vừa lọt xuống, ôi cứu tôi với, chết, rồi chìm lì mới làm gì. Yết Kiêu lặn xuống mà không có tiếng động. Nằm dưới đáy thuyền, lấy dùi sắt đục thủng thuyền. Và sẽ đục nhiều thuyền của giặc trong đêm. Nhưng mà nếu đục một cái mà nó chìm là người ta phát hiện ra liền. Cho nên Yết Kiêu phải làm sao mà 30 chiến thuyền phải chìm một lượt. Yết Kiêu phải làm cách nào đây? Khi màn đêm buông xuống, tìm cách vượt qua hàng lính bảo vệ thuyền giặc, rồi lặn xuống dưới biển sâu nằm yên ở đó. Sau đó dùng cái dùi sắt nhọn nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Tức là phải quay. Hồi đó không có cái khoan đâu nghe, không có máy khoan đâu. Chỉ là cái dùi sắt thôi. Mỗi thuyền
muốn chìm phải đục khoảng 20 lỗ. Làm sao để 30 chuyến thuyền chìm xuống một lần mà không bị phát hiện? Lúc đó Yết Kiêu đã nghĩ ra cách đục được lỗ nào, phải dùng dẻ cuộn tròn và buộc dây gút lại, nhét vào cái lỗ đó. Và những cuộn dẻ ấy sẽ được kết nối với nhau bằng một sợi dây. Thì cứ mỗi một đêm, Yết Kiêu đục 30 thuyền giặc. Đến gần sáng, đục đủ 30 thuyền rồi, Yết Kiêu kéo dây một phát, thì tất cả nút dẻ đều tuôn ra khỏi thuyền, khiến hàng loạt thuyền chìm xuống. 30 thuyền chìm một lúc, không biết kẻ nào mà cứ đến sáng là thuyền chìm. Cuối cùng bên địch bị đắm thuyền quá nhiều, vì vậy bắt đầu họ phải tìm cách để mà truy bắt. Và cứ đến sáng sớm, ông nhẹ nhàng bơi về địa điểm an toàn, không ai bắt được, mà làm tiêu không biết bao nhiêu chiến thuyền của quân giặc. Cho nên chiến thắng quân Nguyên Mông có một thành tích rất lớn của chàng thiếu niên Yết Kiêu, mười mấy tuổi đầu thôi. Dũng cảm, chịu đựng lặng trong đêm, lòng yêu nước thiết tha và thông minh. Còn bây giờ trong đầu mình đầy những chuyện bậy bạ, tán tỉnh, dối trá, game, cờ bạc, rượu chè, và thậm chí có mầm giết sát ở trong tâm chúng ta. Thế rồi cuối cùng địch nó theo dõi và Yết Kiêu bị bắt ở bãi sông. Thì khi mà địch bắt được là biết đây là một cái tay bơi lội thần đồng. Cho nên địch nó muốn gì? Nó muốn trở thành người của quân Nguyên Mông, mua tướng tài, nó cướp tướng tài của mình. Cho nên bắt được Yết Kiêu rồi, chúng mới hỏi: nước mày có bao nhiêu người có tài bơi lặn như mày? Thì Yết Kiêu mới đáp: nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền đó, chứ không phải mình tôi đâu. Tôi làm sao mà một đêm đục 30 cái thuyền? Nhiều người lắm. Nhưng mà đó là mưu trí của Yết Kiêu. Nếu các ông thả tôi đi, tôi dẫn ông đến chỗ mà họ đang ẩn nấp, ông bắt được hết, chứ bắt một mình tôi là mất hết đầu mối. Bọn giặc nó nghe vậy rồi thì nó tưởng thật, lấy một chiếc thuyền mới chở Yết Kiêu đi để mà chỉ cái chỗ ẩn nấp của những người khác. Có người khác không các con? Không, có mình Yết Kiêu thôi. Thì đang ngồi trên thuyền đấy mà giả bộ là chỗ này, cũng nhảy tóm xuống một cái lặn sâu xuống biển luôn, thoát luôn. Rồi tìm cách chạy về doanh trại của Việt Nam, rồi tiếp tục cùng quân dân của Trần Hưng Đạo đánh giặc cứu nước. Quân giặc tức điên lên, bảo đáng lẽ là phải bắt nó ngay mà lại đi mắc mưu một đứa thiếu niên Việt Nam như thế. Trí tuệ Việt Nam mình tuyệt vời lắm, nhưng mà bây giờ nhắc tới Việt Nam, người ta không nói tới trí tuệ, mà người ta nói tới phá thai. Nhắc tới Việt Nam, người ta nói dối trá, thi cử dối trá, tài năng dối trá, cái gì cũng lấy tiền ra hết. Các con phải xem lại, chứ không thôi là mình chỉ nói bằng lời, mất hết rồi các con ạ. Rồi các con biết ông còn một chuyện hấp dẫn liên quan tới Yết Kiêu nữa, mà thường thường các con chưa có biết tới đâu. Đó là khi mà về nước rồi đó, vua quan triều Trần rất lo lắng là trước sau gì quân giặc cũng sẽ bắt Yết Kiêu thôi. Tại vì biết là mình có tướng tài, cho nên bên phía Nguyên Mông bắt không được Yết Kiêu, mới đem một công chúa rất xinh đẹp của quân Nguyên sang để xin làm lễ thành hôn với Yết Kiêu. Lúc đó Yết Kiêu mới 18 tuổi à, mà đã công chúa bên nước Nguyên qua muốn xin làm vợ rồi. Có quá tài mà người ta phải muốn làm vợ. Công chúa muốn làm vợ Yết Kiêu, chỉ là một cái tên nhà nghèo, có nghề bơi lội thôi, nhưng mà quá tài. Biết tin này, vua quan nhà Trần muốn ngăn cản cuộc hôn nhân, vì sợ Yết Kiêu qua làm rể bên đó là mất tướng, cho nên ngăn cản. Mà khi họ đề nghị là mình phải đồng ý, chứ mình từ chối nó đánh mình. Nhưng mà khi công chúa nhà Nguyên mới đi đến vùng biển Quảng Đông giáp biên với Đại Việt để chuẩn bị vào nước, thì bên này mới lập kế báo cho công chúa biết rằng Yết Kiêu đã lâm bệnh mà
từ trần rồi, đừng có bước vô Việt Nam làm gì cũng không gặp được Yết Kiêu đâu. Tức là phải phao cái tin là Yết Kiêu chết rồi. Vì sợ công chúa lấy Yết Kiêu về bên đó thì mình có còn tướng tài không? Mình mất tướng tài bơi lội. Nhưng mà các con biết không, công chúa của nước Nguyên lại yêu Yết Kiêu thật sự, quá ngưỡng mộ tài năng, cho nên đau xót vô cùng. Công chúa yêu Yết Kiêu bằng tình yêu chân thật. Cho nên khi nghe nói như thế thì khóc hết nước mắt, thuê người tạc tượng của mình thả về nước Việt Nam. Tại vì cái phong tục là chết theo chồng, cho nên công chúa nước Nguyên đã cho người tạc tượng công chúa thả vào nước Việt Nam, lập đàn cầu siêu cho linh hồn Yết Kiêu bên bờ tỉnh Quảng Đông và cầu nguyện thiếp và chàng chưa từng sống với nhau trên trần thế nhưng đã nên duyên vợ chồng, nhưng chàng không còn nữa, thiếp nguyện thác xuống âm phủ để gặp chàng mà nên nghĩa vợ chồng với chàng dưới âm phủ vậy. Cái này là các bạn vỗ tay để nói lên cái mối tình chung thủy của công chúa. Chỉ biết đây là một tướng tài và đem lòng yêu thương, mà nghe chết lập đàn cầu siêu mà thả tượng mình xuống sông để kết hôn với Yết Kiêu. Mà lúc đó Yết Kiêu chết chưa? Chưa chết. Đó. Rồi các con biết không, thương cho công chúa lắm. Sau khi lập đàn như vậy rồi, tỏ lòng chung thủy xong rồi, trước hai hàng võ quan, chín nàng hầu cũng cùng với công chúa phải nhảy xuống biển trầm mình, chết theo Yết Kiêu. Bây giờ mình đâu phải vì tình yêu công chúa mất Yết Kiêu. Cho nên công chúa lập đàn cầu siêu chết theo Yết Kiêu, mà Yết Kiêu thì vẫn còn sống ở bên nước Việt để tiếp tục cùng với vua Trần chiến thắng quân Nguyên. Và đến năm 61 tuổi thì ông mới là từ trần, và đền thờ trên đất Hải Dương bây giờ đây vẫn còn. Câu chuyện sư kể cho các con ở đây là đừng xem thường một lỗ nhỏ, lỗ nhỏ vẫn làm đắm thuyền. Và như vậy, pháp thoại đừng xem thường những việc nhỏ. Các con nghe có hiểu không? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Những việc nhỏ đó sẽ giúp các con hoàn thiện nhân cách đạo đức cho hôm nay và ngày mai. Những việc nhỏ đó sẽ giúp cho các con thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nếu một lần đi qua đường mình giúp một cụ già hay nắm tay một em bé, những việc làm nhỏ đó sẽ giúp cho chúng ta cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Những việc làm nhỏ đó sẽ giúp cho chúng ta xứng đáng là một thiếu niên Việt Nam mà tương lai sẽ là một người chủ của đất nước, làm chủ gia đình, làm chủ xã hội, làm chủ quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một khóa tu mùa hè nhiều ý nghĩa và an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư. Vị ni sư khả kính của các tầng lớp Phật tử trong lẫn ngoài nước. Vị ni sư phúc trí sáng ngời, người con gái ưu tú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hạnh phúc cho chúng con, và thật hạnh phúc nhiều lắm, khi hơn một giờ đồng hồ tại ngôi đạo tràng này, chúng con đã được lắng nghe những lời mà người chỉ dạy. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư, những lời dạy của người hôm nay sẽ là hành trang theo chúng con đi mãi trong cuộc đời này. Chúng con xin hứa, dù cuộc đời có gian khó, có nhiều chông gai, chúng con cũng sẽ cố gắng vượt qua, vươn lên, và chúng con sẽ trở thành những người có ích cho quê hương, cho xã hội, để không phụ lại lòng mong mỏi của ni sư đã chỉ dạy, đã bảo ban cho chúng con. Với tất cả tấm lòng thành kính, chúng con hướng về Đức Phật, cầu xin Đức Phật gia hộ cho ni sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Buổi pháp thoại đến đây đã thập phần viên mãn. Chúng con đê đầu cung thỉnh ni sư khởi thân. Thầy thương mời tất cả tụi con đồng đứng lên để chắp tay hồi hướng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.